Song song với sự phát triển của xã hội là những phát minh vĩ đại làm thay đổi thế giới theo hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn có những phát minh dù vĩ đại nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ, và bom nguyên tử chính là một ví dụ. Với sức hủy diệt khủng khiếp và khả năng ảnh hưởng lâu dài vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại, bom nguyên tử thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều dân tộc, nhất là những ai từng chứng kiến hậu quả khủng khiếp của nó trong Thế chiến II. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử bom nguyên tử, phát minh vĩ đại hay vũ khí hủy diệt thế giới. Quá trình thai nghén những quả bom nguyên tử đầu tiên. Đầu thập niên 40 của thế kỷ 20, các nhà khoa học Anh chịu áp lực lớn từ chính phủ trong việc nghiên cứu, khai thác vũ khí hạt nhân để phục vụ chiến tranh. Trong bối cảnh đó, hai nhà vật lý Pyrrhus và Fitch đã góp phần không nhỏ trong việc quân sự hóa năng lượng hạt nhân với bản ghi chép dài 3 trang giấy về các khái niệm chính trong hoạt động của bom nguyên tử. Trong ghi chép, hai nhà nghiên cứu ước tính rằng 5kg U-235 tinh khiết dùng để chế tạo bom nguyên tử có thể tạo nên một vụ nổ tương đương với vài nghìn tấn thuốc nổ. Họ cũng đã đề xuất cách kích nổ một quả bom nguyên tử, cách để tinh chế U-235 và các tác động của bức xạ sau khi vụ nổ diễn ra. Chính bản ghi chép này đã kích thích sự phát triển của việc chế tạo bom nguyên tử không chỉ ở Anh mà còn ở Mỹ những năm sau đó. Trong thời gian này, một nhóm các nhà khoa học nổi tiếng cũng đã thành lập ủy ban mang tên MAUD tại Anh và thực hiện các nghiên cứu dưới sự giám sát của Đại học Birmingham, Bristol, Cambridge, Liverpool và Oxford. Các vấn đề về chế tạo hợp chất khí uranium cũng như kim loại uranium tinh khiết đã được nghiên cứu thành công tại Đại học Birmingham và Viện Công nghiệp Hóa chất Hoàng gia Anh, ICI. Tiến sĩ Philip Baxter tại ICI đã điều chế thành công một lượng nhỏ khí uranium hexafluorur vào năm 1940. Ngay sau đó, ICI nhận được một hợp đồng chính thức chế tạo 3kg loại vật liệu này cho các hoạt động nghiên cứu trong tương lai. Trong giai đoạn này, Đại học Cambridge cũng đóng góp hai nghiên cứu quan trọng. Nghiên cứu đầu tiên đã chứng minh được rằng dây chuyền phản ứng có thể được thực hiện trong hỗn hợp urani oxit và nước nặng nhằm làm chậm các neutron, tức là các neutron đầu ra nhiều hơn các neutron đầu vào. Nghiên cứu thứ hai được thực hiện bởi nhà khoa học Brewster và Feather. Khi U-235 và U-238 hấp thụ các neutron chậm, khả năng thực hiện phân hạch của U-235 lớn hơn nhiều so với U-238. Đồng thời, U-238 có nhiều khả năng tạo thành nên một đồng vị mới là U-239. Đồng vị này nhanh chóng phát xạ ra các electron để tạo nên một nguyên tố mới có nguyên tử khối là 239 và mang số hiệu là 94, đồng thời có chu kỳ bán dã lớn hơn. Từ đó, Brewster và Feather đã hình thành nên lý thuyết về nguyên tố số 94, rằng nó có thể dễ dàng bị phân hạch bởi các neutron chậm lẫn neutron nhanh. Khám phá mới này cũng được xác nhận dựa trên một nghiên cứu độc lập bởi hai nhóm nhà khoa học Mỹ Macmillan và Abelson vào năm 1940. Nhóm nghiên cứu tại Cambridge đã đặt tên cho các nguyên tố mới là Neptunium số hiệu 93 và Plutonium số hiệu 94 dựa theo tên của các hành tinh Hải Vương và Diêm Vương. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là nhóm nghiên cứu tại Mỹ cũng đã đề xuất các tên gọi tương tự cho hai nguyên tố mới nói trên vào năm 1941. Tháng 3 năm 1941, quá trình phân hạch U-235 đầu tiên đã chính thức được kiểm chứng. Pyrrhus tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì về giả thuyết có thể dùng U-235 tinh khiết để chế tạo bom nguyên tử và đề xuất mô hình quả bom nguyên tử với khối U-235 nặng 8kg được chế tạo theo dạng hình cầu. Lúc này, chính phủ Anh vẫn tiếp tục thúc ép cho ra đời mô hình chính thức trong thời gian nhanh nhất. Kết quả cuối cùng là hai bản báo cáo được MAUD công bố vào tháng 7 năm 1941 mang tên Sử dụng uranium cho bom nguyên tử và Sử dụng uranium như một nguồn năng lượng. Với lo ngại rằng người Đức cũng có thể tạo ra loại vũ khí tương tự, Anh ngay lập tức muốn ưu tiên cộng tác với Mỹ nhằm nhanh chóng chế tạo bom nguyên tử để phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của chiến tranh. Dĩ nhiên, phía Mỹ đánh giá cao thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh. Việc Mỹ cần phải nhanh chóng sở hữu vũ khí hạt nhân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng và Mỹ chính thức tham chiến vào tháng 7 năm 1941. Tất cả các nguồn lực của Mỹ đều dành cho việc phát triển bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại. Trong thời điểm diễn ra Thế chiến II, nhiều nhà khoa học châu Âu tị nạn sang Mỹ. Trong đó có Albert Einstein đã đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ nghiên cứu việc phân tách hạt nhân của nguyên tử uranium.
Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin Roosevelt đã chấp thuận đề nghị trên và cho thành lập một ủy ban chuyên môn bắt đầu khởi động dự án Manhattan. J. Robert Oppenheimer lãnh đạo dự án và được coi là cha đẻ của vũ khí hạt nhân Mỹ. Quả bom nguyên tử đầu tiên có mật danh Trinity, tên chính thức là The Gadget, tiện ích, được chế tạo trong khu thử nghiệm bí mật tại một thị trấn nhỏ mang tên Los Alamos thuộc bang New Mexico. Chương trình này đã tiêu tốn kinh phí khoảng gần 2 tỷ đô la Mỹ, một con số cực lớn so với thời giá lúc bấy giờ, cùng với sự tham gia của 520.000 người. Tháng 3 năm 1944, Kenneth Bainbridge, giáo sư vật lý ở Đại học Harvard, Mỹ, nhận nhiệm vụ lập kế hoạch thử nghiệm. Ông chọn bãi đất trống gần sân bay quân sự Alamogordo, bang New Mexico là nơi thử. Theo tờ Business Insider, người ta xây dựng một tòa tháp với chiều cao 30 mét và 3 đài quan sát an toàn cho các nhà nghiên cứu để phục vụ cho vụ thử nghiệm. Theo các chuyên gia thuộc dự án Manhattan, về kích nổ trong không khí sẽ tăng tối đa năng lượng tác động trực tiếp lên mục tiêu và giảm bớt bụi phóng xạ. Nhiều người lo ngại rằng quả bom có thể đốt cháy cả bầu khí quyển, thổi bay hết sự sống trên trái đất, mặc dù mọi thứ đều nằm trong tính toán của ban nghiên cứu. Theo dự kiến, sức công phá của quả bom sẽ tương đương từ 0 trong trường hợp quả bom không nổ đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Đúng 5 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại phát nổ. Sau khi khai hỏa, quả bom The Gadget với sức công phá tương đương 18.000 tấn thuốc nổ TNT đã hình thành quả cầu lửa khổng lồ và tạo ra hình cây nấm đạt tốc độ cao hơn 10.000 mét. Khi nổ, quả bom phát ra một quầng sáng cực mạnh trong bán kính 30 km, tương đương với những tia sáng của mặt trời vào buổi trưa. Để xem tác động của The Gadget, Mỹ đã bố trí 71 tàu quanh khu vực thử nghiệm. Kết quả, vụ nổ đã phá hủy 8 tàu mục tiêu, khoét một lỗ lớn trên khu vực thử nghiệm sâu 3 mét, rộng 340 mét. Tiếng nổ có thể nghe rõ từ khoảng cách ngoài 160 km. Thời điểm xảy ra vụ nổ, khu vực xung quanh sáng rực lên như ban ngày trong khoảng 1-2 giây, sức nóng tương đương với lò sưởi. Màu sắc quan sát được chuyển từ tím sang xanh lá cây, rồi vàng và cuối cùng là trắng hẳn. Sóng xung kích có thể đo được ở cách vụ nổ 160 km. Tại Silver City thuộc bang New Mexico, cách tâm nổ 290 km, vẫn có cửa kính bị vỡ. Âm thanh vụ nổ lan tới tận El Paso, Texas. Để che mắt dư luận, những người đứng đầu dự án Manhattan đã loan tin rằng đó là một vụ nổ kho đạn gần sân bay Alamogordo. Sau khi hay tin vụ thử nghiệm thành công, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã nói với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin rằng Mỹ đang sở hữu một loại vũ khí mới có khả năng hủy diệt bất thường. Sức mạnh hủy diệt, kết thúc Thế chiến 2. Sau khi thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, các nhà khoa học làm việc dưới quyền J. Robert Oppenheimer đã phát triển hai loại bom riêng biệt. Một quả lấy nhiên liệu là uranium có tên là The Little Boy, cậu bé. Quả thứ hai lấy nhiên liệu là plutonium có tên The Fat Man, gã béo. Đây sẽ là những vũ khí chiến lược mà Mỹ dùng để chấm dứt chiến tranh nhanh chóng và thành phố Hiroshima của Nhật Bản là mục tiêu lý tưởng để thả bom. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, The Little Boy nổ tung trên bầu trời Hiroshima cách mặt đất khoảng 600 mét, tạo nên sự tàn phá chưa từng có trong lịch sử. Ba ngày sau, ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ tiếp tục thả The Fat Man xuống thành phố Nagasaki của Nhật, phá hủy toàn bộ nhà cửa, con người trên một vùng rộng hơn 3 dặm vuông. Hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã giết chết hàng trăm nghìn người và san bằng hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Trước đó 3 tháng thì phát xít Đức cũng đã đầu hàng, chiến tranh thế giới 2 kết thúc, đồng thời kết thúc luôn giấc mộng sử dụng vũ khí hạt nhân của trùm phát xít Adolf Hitler. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chưa tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Vụ thử bom nguyên tử lớn nhất nhân loại. Trong số hàng trăm nhà khoa học góp công cho dự án Manhattan khổng lồ, có một gián điệp nguyên tử tên Klaus Fuchs. Ông bị truy nã vì tiết lộ bí mật quốc gia về bom nguyên tử cho Liên Xô trong và sau Thế chiến II. Ngày 29 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, phá vỡ sự độc quyền hạt nhân của Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, năm 1961, bốn nhà vật lý hạt nhân của Liên Xô gồm Viktor Adamski, Yuri Babeyev, Yuri Smirnov
và Yuri Chudnev còn thiết kế và chế tạo ra quả bom nhiệt hạch RDS-220, bom sao hoàng mạnh nhất từng được thử nghiệm trong lịch sử. Quả bom có đương lượng nổ 50 megaton, tương ứng với 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, có sức công phá tương đương 10 lần lượng thuốc nổ được sử dụng trong Thế chiến thứ hai, gồm cả Little Boy và Fat Man. Quả bom được đưa tới nơi thử nghiệm bằng chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95V. Nó nặng 27 tấn, chiều dài 8 mét và đường kính 2 mét. Bom sa hoàng được gắn kèm một dù giảm tốc 800 kg và thả từ độ cao 10,5 km để máy bay ném bom và máy bay quan sát có thời gian bay xa khoảng 45 km. Cách điểm nổ khoảng 10,5 km, Tu-95V quyết định thả và kích nổ bom vào lúc 11h32 phút ngày 30 tháng 10 năm 1961. Vụ thử này đã biến một khu vực lớn thành một sa mạc phóng xạ. Theo các tài liệu, nó được dự định nổ ở độ cao 4 km trên mặt đất bằng các cảm biến khí áp. Quả cầu lửa khổng lồ tạo ra từ vụ nổ chạm tới mặt đất, gần tới độ cao của chiếc máy bay ném bom, nó được nhìn thấy và cảm thấy cách đó 1.000 km từ vùng thử. Sức nóng của vụ nổ có thể gây bỏng độ 3 khi đứng cách đó 100 km. Đám mây hình nấm hình thành sau đó cao khoảng 64 km và rộng 40 km. Vụ nổ có thể được quan sát và cảm nhận thấy ở Phần Lan, nó làm vỡ kính cửa sổ các tòa nhà tại Phần Lan và Thụy Điển. Hội tụ khí quyển gây ra thiệt hại ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Đây chính là cách mà Liên Xô và Tổng bí thư Nikita Khrushchev dùng thể hiện sức mạnh trong thời kỳ căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh, khi bức tường Berlin đang được xây dựng và Mỹ sở hữu tên lửa có khả năng uy hiếp Moscow. Tuy nhiên, kích cỡ của bom sa hoàng ít có ứng dụng thực tế. Nó quá lớn nên khó có thể vận chuyển bằng tên lửa đạn đạo. Trên chiến trường, nó không chỉ tiêu diệt kẻ thù mà còn tiêu diệt cả chiến hữu. Bom nguyên tử trong thế kỷ 21. Từ năm 1950, nhiều nước đã ứng dụng năng lượng nguyên tử từ quá trình phân hạch để phục vụ mục đích hòa bình. Nhiều nhà máy điện hạt nhân được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Chất phóng xạ, đồng vị phóng xạ đã giúp ngành y có những bước phát triển vượt bậc trong chẩn đoán bệnh, sát trùng dụng cụ y tế. Tuy nhiên, mặt trái của năng lượng nguyên tử là những cuộc đua vũ trang đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình thế giới. Hiện tại, ngoài Mỹ và Nga, đã có nhiều nước khác thử nghiệm thành công bom nguyên tử, có thể kể đến Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên. Dù đã phủ nhận thông tin, nhưng Israel được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 1967. Các chuyên gia ước tính, quốc gia này có khoảng 75-400 đầu đạn được sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev. Đầu năm 2019, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm về trang bị vũ khí, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, thế giới có 13.865 đầu đạn hạt nhân thuộc sở hữu của 9 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên. Cũng theo báo cáo trên, Nga và Mỹ là hai nước duy nhất giảm số đầu đạn, Mỹ giảm 265 và Nga giảm 350. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do cả hai nước đang thi hành Hiệp ước New START, yêu cầu giảm và đặt ra hạn mức đối với các tên lửa đạn đạo. Rõ ràng khi một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, không chỉ hai nước tham chiến bị ảnh hưởng, mà toàn thể nhân loại cũng có nguy cơ bị vạ lây. Các dân tộc, các quốc gia vẫn chưa quên được những hậu quả nghiêm trọng mà bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân để lại. Nhân loại đang và sẽ rất cần nhiều nhà máy điện hạt nhân cũng như những tiến bộ trong y học, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không muốn cảnh chiến tranh chết chóc xảy ra thêm một lần nào nữa trên trái đất này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.